Cửa hàng Trung Tiên chúng em xin kính chào toàn thể các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, các thím, các mợ, các cháu. Hôm nay cửa hàng chúng em lại tiếp tục có được một em máy này gọi là MS381. Hàng của SCTIN. SCTIN, nhưng mà SCTIN này là sản xuất tại đất nước của bác Tập Cận Bình. Đó, chứ không phải sản xuất của bác Brazil đó. Thì em này là các bác thấy là cái màu nó hơi đỏ đỏ, nó hơi khác với mấy em kia đó. Hãng máy này nó của Nokko ha, nó của tức là cái công ty này nó tên là Nokko, thì nó sản xuất ra đồ này. Nói chung đồ Nokko này xài cũng tương đối được các bác ạ. Phụ tùng của nó em thấy thế thì em thấy là nó xài cũng tương đối được đó. Thì đây là cái máy này đã qua sử dụng đó. Đây là của khách, người ta đã qua sử dụng, người ta bán lại cho em, người ta lên đời à, thì người ta bán lại em này. Thì em này thì nói chung là đồ đạc của nó thì nó vẫn còn y thanh zin bản của nó các bác ạ. Em chưa hề thay thế gì của nó đâu, nó đồ hết của nó luôn, tại vì nó còn khá là mới à, các bác thấy là đồ nó còn khá là mới chứ không phải là đồ đã qua sử dụng nhiều. Đây, em mở cái chế cho các bác xem. Ở chỗ em bây giờ đang dịch Covid các bác ạ, cho nên là đợt này đang bị người ta đóng cửa hết tất cả các chỗ, nhưng mà chỗ em là sửa ít cho nên là sửa về máy móc, người ta vẫn cho mở cửa. Cái khu nhà em thì nó không có phải vào cái tâm điểm nữa, cho nên là người ta vẫn cho sửa máy. Đó. Này thì nó xài chế là giống chế ngày xưa của 381, tức là chế 3 ốc. À, chứ không phải là chế một ốc như đời mới bây giờ các bác nhé. À, đó, chế 3 ốc. Đấy, tiền xài chế thế, ống tích vẫn còn nguyên. À, chung máy này thì còn khá là mới. Chung người ta xài ít năm các bác, lam cũng còn khá là đẹp, nam xích còn đẹp luôn. À, thì đấy, bác nào mà có thích em nó thì liên hệ với em gả luôn cho. Các bác cứ liên hệ với em nhắn tin qua Zalo. Số điện thoại 0389424345. Đó. Rồi bây giờ em xin phép các bác coi như là em nổ cho các bác nghe để các bác có sung sướng cuộc đời đi không nhá. Bác nào mà sung sướng cuộc đời thì các bác nhắn tin cho em luôn thì em gả luôn cho. Đó. Máy khá là bốc các bác nhá, nói chung là chạy rất là bốc, bơm nhớt được ra ok. Nói chung cái dòng này nó chỉ số SCTIN là em nó không có độ bền cao như SCTIN đó. Nói chung về hàng Nokko này xài cũng hơn mấy thằng kia đó, em thấy nó là như thế, tại vì em cũng sửa, em cũng thay thế đồ Nokko rồi thì em thấy nó cũng tạm được đó. Thì đấy, bác nào mà có quan tâm thì liên hệ với em qua Zalo. Nếu các bác điện thoại không được thì các bác cứ nhắn tin vào Zalo hỏi về con máy này, con máy 381 Nokko đó. Rồi con giá máy này là em bán ra là giá 2,5 triệu đầy đủ nam xích đó. Bác nào có vui vẻ hài lòng ưng ý em nó thì cứ rước em nó về thoải mái các bác nhá. Rồi em gả luôn. Rồi em xin kính chào các bác nhá, chúc các bác luôn mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Các bác đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh để khi nào có video mới thì Google nó sẽ gửi tin nhắn cho các bác để các bác xem. Đó, rồi em xin chào các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều đã ủng hộ cửa hàng chúng em. Xin gặp lại các bác trong video lần sau. Rồi em xin chào các bác.